Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trên trước mặt anh em đây trên tay Thịnh là cái bộ vỏ của Samsung Galaxy A32 anh em nha, màu tím mộng mơ ha. À, tím mộng mơ. Rồi cái bộ vỏ này Thịnh dành video clip này cho những anh em nào đang muốn tân trang, đang muốn làm mới lại cái cho giới yêu của mình. Đó thì một bộ vỏ full của Samsung Galaxy A32 nó bao gồm hai thành phần. Một là cái khung sườn vỏ là đây ha. Còn hai là cái nắp lưng. Đó, trên cái nắp lưng nó có cả một cái cụm kính camera mới luôn. Thì cái dòng A32 anh em biết nó có một cái điểm gì nó sẽ tối ưu về cái mặt mà sử dụng cho anh em. Đó là nó sẽ ít khi nào mà nó bỡ vỡ cái kính cam. Bởi vì nó làm như vậy nó đưa vào cái chuẩn kính camera đơn ngày xưa. Đó anh em để ý những con mà camera kép rồi 3 cam, 4 cam là hay bị hư, hay bị bỡ kính cam lắm. Bởi vì cái kính cam nó to quá. Nguyên một bản nó to thì nó sẽ rất là dễ bỡ ha. Đó bây giờ khi mà Samsung những cái dòng A năm nay họ làm cái kiểu kính cam đơn như thế này thì anh em sẽ ít bỡ kính cam, tiết kiệm được chi phí sửa chữa. Và tuy nhiên nó đánh đổi lại thì gần đây Samsung họ làm cái nắp lưng của máy là họ làm cái nắp lưng bằng nhựa ha. Đó, màu sắc thì nó cũng đẹp nhưng mà nó không có được cao cấp lắm, trông nó sẽ không bằng cao cấp bằng cái nắp lưng kính. Thì tuy nhiên đánh đổi lại là gì, đó là nó sẽ không có bể, không có hiện tượng bể nắp lưng nữa, chỉ có chúng ta xài nó trầy, nó cũ hoặc là nó tróc sơn chúng ta thay mới cho nó đẹp thôi. Và chi phí thay thế nó cũng rẻ nữa ha. Nói chung là nói về cái tính thực dụng thì cái cách làm này nó thực dụng và nó tiết kiệm cho cả Samsung và cho cả người dùng là chúng ta trong cái việc mà thay thế linh kiện sửa chữa ha. Rồi ok, bây giờ Thịnh nói về cái bộ vỏ zin này. Nói về cái nắp lưng trước, anh em thấy một cái nắp lưng zin chính hãng nó đi kèm sẵn một lớp keo nè, đó một lớp keo zin nè, nó có sẵn cái miếng này là cái miếng tản nhiệt nè, đó trên đây nó có những cái thông số, rồi một cái những cái mã ký hiệu và cái lô sản xuất, đó một cái nắp lưng zin chuẩn của A32 chính hãng nó phải như vậy anh em nha, đó màu sắc anh em sẽ thấy nó y chang như cái máy mới khi mà chúng ta mới vừa đập hộp ra, cái màu tím nó nhạt nhạt, nó sang sang, nó không phải bị sến màu tím liệm hay là tím đậm ha, đó là đặc điểm của linh kiện zin chính hãng. Còn ví dụ một cái nắp lưng lô có thể cái màu tím nó sẽ rất là dài ha. Và bên trong nó không có những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này đâu. Đó trên cái cụm kính cam nó có cả những cái lớp để che để bảo vệ cái kính cam nè. Đó anh em nhìn ha. Rồi Thịnh cho anh em xem lần nữa nha. Rồi ok chúng ta nói tới cái sườn nha. Thì cái sườn của Samsung Galaxy A32 này nó sẽ bao gồm hai thành phần. Cái này mới là cái quan trọng nè. Đó là thứ nhất là cái sườn màn hình là cái màu đen này đây. Đó trên đây là chúng ta sẽ dán cái bộ màn hình lên. Đây là vị trí của cái lỗ cam trước nè. Đó dán bộ màn hình lên đây. Bộ màn hình của A32 là màn hình Super AMOLED nha. Chúng ta khi mà thay vỏ chúng ta phải biết cách lắp ráp, chúng ta phải biết cách dán, chứ không phải chúng ta dán một cách tùy tiện là nó sẽ rất dễ hư màn hình. Lúc đó anh em sẽ đánh đổi với cái việc mà thay bộ màn hình của A32 nó lên tới mấy triệu đồng ha. Rồi ở đây là cái khung sườn vỏ. Đó cái màu tím nè. Cái khung sườn vỏ nó sẽ ốp vào cái khung nhựa đen này. Đó nguyên một bộ vỏ của nó sẽ là như vậy. Tuy nhiên Thịnh muốn nói với anh em cái điều này, nếu mà anh em mua vỏ trên mạng á, anh em không xem video clip này, anh em thiếu kinh nghiệm á, thì anh em có thể gặp phải vấn đề sau đây. Đó là một số nơi họ bán cái bộ vỏ nó không có những cái mạch vàng vàng như thế này. Mạch vàng này là NFC nè. Đó những cái mạch vàng như thế này là rất quan trọng anh em nha. Đó là anten, đó là anten khuếch đại của sóng của wifi. Đó hai cái bảng mạch dưới nè và trên nè. Nếu anh em mua bộ vỏ về nó không có những cái mạch đó và anh em gắn vô máy thì máy của anh em chắc chắn bị sóng yếu và wifi yếu ha. Đó hoặc là anh em nào mà tháo máy ra để tự làm một cái gì đó thay pin hay làm gì đó mà làm đứt làm tróc những cái mạch này thì sẽ dẫn đến những hậu quả về sóng và wifi, vì đây là những cái mạch anten khuếch đại ha. Rồi ok anh em, đó là Thịnh chia sẻ ở đây. Chúng ta cùng coi lại một lần nữa cái bộ vỏ zin chính hãng của Samsung Galaxy A32. Anh em nào có nhu cầu thay vỏ, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, giá bộ vỏ Thịnh sẽ báo với anh em mức giá tốt nhất luôn. Đó và cả bao gồm cả công lắp đặt đồ này kia thì nói chung là rất là hợp lý để anh em phục hồi máy về cái trạng thái tối ưu như lúc ban đầu. Đó, bao gồm khung sườn ha, khung sườn này là dán màn hình nè. Đó và cái khung viền vỏ nó sẽ đi theo cái màu của máy. Rồi ok, Thịnh làm một video clip ngắn thôi giới thiệu với anh em về bộ vỏ của Samsung Galaxy A32. Nếu anh em nào có nhu cầu thay vỏ đó, hoặc là có thắc mắc nào cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, Thịnh sẽ tư vấn cho anh em nha. Rồi ok, bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả.